mến chào các bạn. Đó, đây là chiếc Belagood đang chở mì nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở gần Sư Năm, đường Tu Hai đi tắt qua nha các bạn, tắt ở Bờ Kinh đó. Đây là 820. 820 chiếc này cũng giống như chiếc ba của Nghĩa chạy hôm nay các bạn. Mà không biết đời là mấy của ba xe ba Nghĩa, như đời 23. 820. Xe này thì sử dụng vỏ trước là Tiron nè. 11.220, vỏ sau là Otani. Vỏ sau là 18.430 quá. Cái này còn chắc dày dày ra luôn hả cưng? Chắc dày ra luôn không? À. Xe này đời mấy ta? Vỏ trước vỏ của trước Hàn Quốc, sau Thái Lan, cái một của Việt Nam. À, xe nào cũng đem kích theo ha. Một này cũng nhỏ các bạn, nó nằm khoảng cỡ 3m7, 3m8 gì vậy. À, giờ nhổ thêm cho nó đủ cái dây đó luôn hả? Nhổ thêm cho đủ cái dây đó luôn hả? À, làm hoài phải không? Chứ giờ về sớm mà nhậu cũng vậy à. Mày này giống gì anh? Ủa em trai, mì này là giống gì ta? 40 hả? Anh có quay không, anh hỏi tôi hả? Anh có quay lên. Quay lên cho thấy công của mì này coi. Anh quay lên rồi anh hỏi tôi trả lời chứ tự nhiên cái anh hỏi quên nó tụi quên trả lời. Cái xe của mình đời mấy ta? Đâu. Trả lời coi mới biết hả? Đời 2022. Quay lên thử tình hình thấy gì không? Này quay cho vui thôi chứ cái điện thoại đâu thấy gì đâu. Đó, à, điện thoại của bắp. Ờ, đằng kia giờ đang à. Còn đang nhổ thêm nữa. Giờ là mình ga luôn hay là tăng bo, cũng tăng bo cái đằng kia. Giờ ga luôn hả? À ga luôn hả? Nghe. Tại chắc nhiều à. Đó bận đi chút nữa. Ông ngoài kia mình đỡ phần đầu hả? Này là 140 nha các bạn. À. Tới lì ơi hả? Lì làm sao tôi kêu tên lì luôn. Rồi nhớ tới nha các bạn. Đấy luôn. Một mình là dài cả 3m mấy, 3m8 không? Mình xài cầu Hino luôn hả? Cầu Hino luôn hả? Anh quay ơi, anh quay chưa hả? Đang quay. Quay giùm mấy cái chảo này coi. Mà chảo mà chảo của ai à? Hả? Chảo nào? Quay đây, chảo nào cũng được hết á. Quay được hết à. Chảo kinh đang giác lên ha. Nấu mì nha các bạn. Chồng đang tập bắn gì chồng á. Giờ kiếm chảo inox quay cho chắc. Này giờ chảy ra Bờ Kinh các bạn, một lát nữa ra ngoài kia còn chắc thêm đó. Có tăng bo ra ngoài. Xong rồi đầy xe xong mới đi về lò. Bữa hổm quay dễ giờ, bữa hổm quay dễ giờ mà mưa nó ướt rồi giờ khó quay. Cái này phải mang ủng lội xuống. Ở trước quẩy được 6 tạ hả? Trước quẩy 6 tạ các bạn. Tám hai mươi thì nó là
động cơ Belagut nha các bạn. À, dung tích là 470 lít, 4 máy, phía tông 110. Tua nó vẫn là 2200. Số sới thì vẫn là 540 với 1000 nha các bạn. Con này thì nó có 3 tấn mấy à. Cái dòng đời trước các bạn, cái dòng đời trước thì nó có 3 tấn 2 mấy à. Còn dòng đời sau này mình không biết, dòng đời sau này cũng này nằm giá 3 tấn, gần 4 tấn các bạn. Cũng gần 4 tấn á. Mày 3 tấn mày kéo không? 3 tấn mày kéo không? 3 tấn kéo đủ tiền dầu. Giờ về nghỉ chắc hay giờ ra luôn hả? Chiều lên chắc bát. À bát. Kia đứng đây này chắc là với à chắc bát nữa ha. 50 phút nữa hả? À. Rồi, đấy các bạn ơi. Rồi giờ qua bà các bạn ơi. Cắt quá sâu luôn ha, chặt cây ra hả? Cái này là phải có cây dục vô rồi. Chặt tràm động hết đi. Nhấn xuống rồi. Bể mặt hết nè, lúng nè. Ngay cổng nó kinh luôn. Cái lỗ chỗ bà này xuống ghê không? Xuống quá sâu luôn. Cái mày động lên nó vừa. Cơ mấy nhánh tràm. Nhánh tràm á. Lấy xe lầy hai khúc cục rồi cho dọc được không? Nó xuống khúc khúc đó được không? Thì không đi vô chắc gần đây. Đúng vững lên rồi. Nó rã dưới rồi, nó rã đất nứt dưới vậy nè. Bể đó đủ mang đi cái sao rồi. Ừ mang đi. Lúc này nè. Cũng mang rồi. Cho ông kia mà lúc. Phá 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 phá. Rồi chỉ khúc này chút đó. Rồi bây giờ mình à, xem coi chiếc xe nó là xe quá trời vô chạy lại đánh tràm nó đi. Trời mấy nha các bạn. Tràm nắng á, xe này quẹo qua bển. Bây giờ dơ lắm, sình cho lắm luôn. 820 thì nguyên bản đó là hai cầu nha các bạn. 800 á. Nó mới là một cầu. Giờ đâu có thấy đường xá đâu trời. Có tiêu số hết à. Cái điện thoại coi coi. Ồ không lẽ đề cao với ta. Là 2011 hả? 2011 các bạn ơi. Về yeah, xe đề cao. Đó, giờ anh em ở lên nè, lên mấy cần nữa các bạn, lên mấy cần nữa là xong là ra đồng mì. Bữa nay nhìn thấy xuống lá các bạn ơi, lá nó xuống lá đỏ ở dưới chân và trên nó héo chân sụ lá xuống rồi. Đó là nước nó ngập nhiều quá. Bây giờ anh về lại cái này các bạn.
cây á, thả lúng á, nằm trên cây cho nó an toàn. Xe đã qua bị bể lớp mặt, bể lớp mặt cho đó rồi, hồi phải lót cây cho mà chặt cái chặt cây lót rồi mà xe kia mới lên được. Nhấn cái cây xuống, nhấn cây cho lúng xuống để hồi cho xe anh sao đi lên á. Sao giả lên nữa rồi? Ủa sao nhấn xuống giả lên nữa rồi? Lát động cái khác các bạn, chủ yếu là nhấn cho nó có dấu lúng xuống á để hồi được cái khác dục lên. Anh nhất chiếc xe là lên chút xíu các bạn. Đứng xuống kìa, khoảng chừng đâu sâu chừng 8 tấc. Vậy là mấy chiếc này ra là ra hết nữa cưng, còn mấy chiếc nào lại là chắc là xong rồi về luôn á. Bị giạt ra hả? Ra luôn chưa? 2 cân nữa hả? Hay là giác nhà? À, giác nhiều đúng không? Thì lên đây chắc nhiều chất, chắc đầy ra luôn. Kinh em mà trời mưa là bỏ khóe này khỏi đi luôn á. Lúng nhấn nhiều quá. Giờ mạnh dắt kia nữa các bạn. Cái này mây, nhìn mây rất đẹp đúng không? Là chiếc 532 đó. 532 đã xuống rồi, đi chắc. Xuống đi chắc nha các bạn. Dạ thôi mình lại kết thúc cái video này tôi đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi các bạn.